Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Danh, có kênh là Danh Xem Vlog. Xin mời quý vị khán giả xem là hôm nay mình dắt ba của mình lên lớp học của thầy Phương Dừa để nhờ ba để nói cho thầy Phương Dừa gả Mẫn Anh cho mình. Xin mời thầy mời cha lên nói với thầy dùng. Xin chào quý vị khán giả kênh của Danh nha. Thì hôm nay thì trên cái lớp học của bạn Phương Dừa thì Danh có tạo ra một cái tiết mục là mình đóng vai của cha của Danh là để lên là xin là sư phụ và để là gả con gái của sư phụ cho bạn Danh. Rồi con gái trốn đâu mất tiêu rồi hả? Con gái trốn đâu mất tiêu rồi. Chào bạn. Làm gì? Bạn thân mình làm xui. Mới hẳn con. Phải con nuôi của mày. Nuôi là hả? Là muốn cưới con nuôi tao không? Ý tao không có muốn cưới mà còn tao muốn cưới thì tao không muốn cưới. Này con của tao kìa. Gì ra? Đâu rồi? Trốn đâu mất rồi? Bạn trai. Đứa nào mới được chứ mày giới thiệu đứa nào mới được cái chỉ đó. Bạn nhân rồi ba. Bạn nhân này hả? Mà giúp con đi ba, cái đó không liên quan nha. Ngăn nghĩ là đồng nghiệp tao nha, không quen. Vậy hả? Sao về nó báo cáo con mày? Nhà, nhà. Con nào cũng được. Dạ, bạn này là con buồn bạn này. Bạn này là con nuôi này ơi. Con là em út thôi. Biết con có mình con nè. Vậy đó hả? Biết con có mình con, không có con nào khác. Sao quen nhau rồi sao mà không có tìm hiểu gì hết, không biết con của ai kìa. Tao đã nói rồi là Danh nó thích Ngân. Đặt cái bản này để vô bộ thôi. Chứ là cuối cùng tao nói Ngân không phải con thôi, nó vẫn chỉ là con mà, thấy không? Nó vẫn muốn cưới Ngân. Rồi sao có tìm hiểu với Ngân chưa? Không, mà lên thấy Ngân á là con thích lắm ba. Mà Ngân giờ con á thì Ngân cũng cười, con nghĩ là chắc Ngân cũng thích con. Nhưng con muốn nhờ ba lên nói với thầy Thương Dừa giùm. Vậy là chưa có tìm hiểu gì hết trơn, sao được bây giờ á, nếu như á mà mình muốn đến với nhau mình phải tìm hiểu trước như thế nào, phải làm quen đồ mới mời cha mẹ lên chứ chưa gì hết rồi. Thì nhận ba đồ thí rồi kêu người thích này thích người kia, bây giờ lên nó nói là không phải là con đó là làm sao? Thì ba giúp con đi. Giúp sao? Thầy giúp giùm em đi thầy. Một ngày em sẽ đem cho thầy là một chai rượu. Một ngày em sẽ đem thầy một chai rượu để thầy uống. Nói là chỉ có đứa gái này thôi. Còn Ngân là em út. Thấy không? Trước khi mình làm cái gì mình cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ để đúng cái sự thật. Rồi mình mới là đến với nhau mới được, còn bây giờ vậy không phải. Rồi bây giờ làm sao? Bởi vì từ An Giang là lên đây là rất là xa. Bởi để hỏi vợ một cú này là chết rồi. Bởi vì con cũng không có con thấy bạn Ngân đăng lên đó là clip đó của bạn Ngân á, là Nguyễn Thị Ngân á, là có cái kênh, có cái tựa đề là ba Phương Dừa. Con thấy vậy con tính là ba của Ngân nên con mới vậy. Rồi bây giờ qua tìm hiểu ba là sao, hỏi bây giờ em để là ba của em là sao mà bây giờ lên ba em nói là ba em không phải là ba của em. Ngân ơi, Ngân giải thích giùm bây giờ ba giờ lên hỏi mà giờ vậy thấy Phương Dừa không chịu rồi kia. Ta kêu bằng anh lên lấy con gái thì bên kia. Gái ở bên kia. Thấy nhỏ đó đẹp hơn nhỏ này mày. Con thích Ngân rồi ba ơi. Ba làm sao mà ba cứ nhặt cho con mình được đi ba. Bây giờ ông đá tao quỳ xuống tao lại nó cứ cho mày. Ba nhờ nó nói là nếu cưới được thì cưới cho tao. Cưới cho tao rồi. Vậy thì ba nhờ thầy Phương Dừa giúp đi chứ. Giúp cái gì tao không cưới được, muốn vợ dữ lắm rồi ba ơi. Muốn vậy là không có được. Như vậy là không có được. Bây giờ xã hội có pháp luật đàng hoàng. Mày muốn ta muốn mày đi đây mày làm bậy bạ chứ xã hội cộng đầu. Đó, có tự cộng đầu, phải tự nguyện mới được. Vậy đó mấy ba lại ba nói với thầy là cưới con thấy buộc của ba con cũng chịu nữa. Vậy là ơi, bây giờ nói chịu nữa. cái lần này nó không có lập trường không được, mày thông cảm đi nha. Bây giờ thôi, con muốn gì thì con ở đây con cứ giải quyết. Rồi ba đi về, ở đây xấu hổ quá. ba đừng có giận nữa, giờ về ba gán nó giúp giùm con với con của thầy Khương giùm con. Trời ơi, tự với Giang lên mà mày không có tìm hiểu rõ ràng gì trơn á, mày muốn cứ ai là mày cứ, mày hỏi người này không phải con của ta, mày biết tao nói nó gì phải con đó. Thì mà nếu như mà nó không chịu á là tao sẽ khô máu với nó, cái không phải con đó mày biết tao làm sao. Vậy nếu ba không cưới cho con chắc con ở giá luôn, con không cưới vợ nữa.
Khoan, từ từ để tao kiếm đứa khác. Mày không cứ được ở trên này thì về quê tao kiếm đứa khác, chứ mày đừng làm vậy, mày ở giá tao mất giống. Dạ, nếu ba không chịu cưới thì con xin phép là con ở giá luôn. Này đi ba, ba vô nói lại cho thầy Phương là gả bạn Ngân cho con đi ba. Giúp đó thì không có được, tại vì Ngân là không có phải là con của ông bạn của ba. Bây giờ trong này nè có nhiều người lắm, để ba giới thiệu cho con, không chịu không ha? Dạ. Dạ mình xíu cũng được, không sao đâu. Chạy dài dài thì có vợ rồi được rồi ba. Em này được không? Con không chịu em này ba ơi. Con không chịu. Đây em này. Cái đó là cỡ gì đó ba, còn không được thì sao con được ba? Mình về mình kêu bằng cô bằng gì có gì đâu. Thì ba gác móng móng cho con đó, làm bao giờ được được đó ba. Được không? Dạ. Em này. Con không phải cái fan đó ba ơi. Tại tại cũng từ Bận Ngân đó ba. Từ Bận Ngân á, mình nó thì Bận Ngân chắc chê con rồi ơi. Theo cái bạn này á thì nó đúng ra thì cũng được nè, nhưng mà đâu mà đổi kiến là mình tìm hiểu bạn mình sao. Con thấy con thích đó ba, bà nói giùm con đi ba. Con Ngân nó thích nữa. Hồi nãy không chịu con, giờ quay lại chịu sao tiếp? Rồi ngồi xuống đi để rồi đợi không. Em là con cái thằng của tía nên tí nói là sao em nghe vậy bạn thôi. Tại sao mày con mà chịu rồi đó, ý là sao? Con chịu mà nào? Có mày chịu. Sao thấy hay hay cho mày diễn dở quá. Tao nói với mày là diễn rồi, làm sao mà hay được, mình đâu phải chuyên nghiệp đâu mà hay. Cha đứa chồng mình là con nữa. Sao? Người ý mày sao? Hiểu không? Hả? Như là gái người ta cái rượu mà, đâu khơi được. Vậy đó hả? Ừ. Nói chung là bây giờ trưa nay nào phải có cái heo quay hay gì đó. À. Cho con gái với lại mời bạn bè trong lớp ăn uống đi. À. Rồi, à. Thấy vui rồi vui vẻ tính sao? Heo quay là tiểu quá không con? Dạ. Con người tê ý tía con với ý bà con chồng sớm sao dạ. Con nghe vậy? Ai cho con mẹ đi mua đi. Nãy là con cũng qua lên đây gặp quá gấp, bà cũng muốn đem tiền. Dạ cái đó. Dạ cái đó con lo được ba. Dạ con lo được. Rồi, bà với mẹ con có vợ sao cũng được hết à? Tía có nghe em không được 4 gram, tía không mất cái đấy em không được 4 gram. Vậy dạ. Con mưa à? Cái đó bà nói giùm con lo được ba. Mình nó khoan, chừng nào mà mình cứ về đi muốn cái gì cũng có đó. Bây giờ con muốn lắm rồi ba ơi. Yeah. Về vợ cạo đầu. Về vợ cạo đầu gắt chịu nghe không? Con đọc thẳng với vợ ba ơi. Con đọc thẳng. Dạ tiêu luôn. Dạ thì hôm nay thì mình với Danh có mặt tại cái lớp học của bạn vừa rồi. Không tao đâu có chào đâu, nhưng mà chỉ nói vậy. Tại lớp học của mình vừa thì Danh nó có rủ mình chia sẻ đến bà con cô chú một cái video ngắn là hai anh em diễn coi cô có đã không, nhưng mà cô vừa nó mới chê là quá dở rồi. Cũng mong cô chú anh chị thông cảm nha. Thì Danh chào các cô chú em. Vậy là chào khán giả. Danh xem vui lắm, nói chuyện với chứ. Ông hỏi ý kiến của phim cho nó kìa. Không cứ phải nói đi anh. Vậy sao em chịu em nói gì khán giả cho biết đi em. Dạ thì hồi nãy tí em nói rồi á, hai cái con em thì cũng nhà quê cho nên là không có đòi hỏi gì nhiều mà cho chính gà nhà gà chính cửa gì đâu hết tiếp. Dạ đó chỉ có hai con số 14 thôi anh liệu. Em yên tâm đi, nhà anh cái gì chứ anh học ít lắm nhưng mà vàng thì anh nhiều lắm. Em khỏi lo chị nói à. Nông vàng riêng vàng là tía em cũng có nè. Cho nên là anh nói ý của tía em vậy đó thì anh không sao rồi tới rồi tía em suy nghĩ tiếp. Để vậy về phát một mẫu đất lên rồi anh sẽ gặp tía con em sau nha. Xin chào. Sao nói chuyện với ông nội không? Dạ xin chào quý vị khán giả đang xem kênh Danh Xem Vlog. Em xin kết thúc video và xin các bạn, cô chú, các bạn nhiều sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm em. Xin hết ạ.